Ok, xin chào 500.000 anh em tập kích đã đến với channel của Nancy ngày hôm nay. Chắc tầm này thì các bạn cũng biết rằng hôm nay là ngày 29 tháng 4, cận kề với những cái ngày nghỉ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 rồi đúng không? Hôm nay thì Nancy cũng như mọi ngày khác thôi, hôm nay cũng rất đông khách. Nhưng mà mình đã cố gắng vào ngay trong tập kích để làm ngay một video về một loại súng mới. Đây là một khẩu cho Evan giống như khẩu Death M4. Đây, chúng ta sẽ đến ngay với cái khẩu súng này thôi. Đâu rồi? Ok. Đây là khẩu M4 phản kích, một trong những khẩu súng mới được update trong bộ sưu tập súng của tập kích. Chúng ta sẽ đến ngay với thông tin info của súng. Sát hại là 27, xạ tốc là 116, xạ tốc rất là cao, tinh độ là 76, ổn định là 102. Có vẻ như sự ổn định của súng này khá là cao. Xuyên là 34, cơ động là 38, đạn là 35. Không có gì để phải bàn với một khẩu súng với một hình thức bắt mắt như này cả. Về đánh giá tương đối của Nancy về khẩu súng này thuộc dòng M4 thì nó cũng thuộc dạng là khá. Hôm nay có lẽ là mai đi, Nancy sẽ livestream trực tiếp trên cái Facebook cá nhân của mình, đồng thời chia sẻ với cái group GK Nancy. Đây là Facebook cá nhân của mình nha, mọi người hãy ấn vào theo dõi để tương tác với mình khi mà mình livestream trên Facebook. Mình sẽ live stream Facebook quay random ORG với cái event 10k sub vừa rồi. Mong rằng tất cả các bạn hãy thực sự may mắn. Đây là một trong những event lớn nhất của Nancy từ trước đến giờ. Mong rằng tất cả mọi người hãy cố gắng ủng hộ Nancy như những ngày đầu. Thứ hai nữa là Nancy cũng chúc các bạn, tất cả các bạn một ngày nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đầy ý nghĩa. Còn với những bạn đang học lớp 9 thì nhân đây mình cũng xin gửi tới các em một mùa thi thành công. Hãy cố gắng ôn tập chăm chỉ để có những kết quả tốt nhất. Rồi, không nhiều lời và dài dòng nữa, chúng ta hãy đến ngay với trận đấu đầu tiên đi. Thực sự thì mấy hôm nay salon của Nancy hơi đông khách một chút nên là mình có hạn chế đi phần làm video, nhưng mà công việc là trên hết đúng không là mọi người. Mong rằng các bạn cũng như tôi hãy. Rồi, chúng ta vào ngay với trận đấu đầu tiên. Đây là map Bến Cảng, một trong những map mà Nancy yêu thích, cũng là một trong những map mà có những màn dập máy khâu hết sức hài hước. Rồi, dập thử gái xem sao. Có ngay mạng First Blood. Có lẽ là khẩu súng này theo hình thức thì Nancy đánh giá khá là đẹp và bắt mắt. Còn tác dụng và sức mạnh của nó thì sao đây? Double kill rồi. Liệu có triple kill không đây? Không có triple kill dành cho mình. KS Line là người đã kết thúc cái mạng vừa rồi. Đây là một map đấu sinh tử. Thật ra thì mình thấy bên mình đang quá nhiều là sniper. Một trận đấu thì các bạn lên chỉ lên rằng có 2 sniper thôi, chứ nếu các bạn cứ có quá nhiều sniper thì nó sẽ làm mất đi cái tác dụng khi mà mình cố gắng chiếm map. Đứng ở trên cầu tỉa xuống nhưng có lẽ là không tỉa được ai. Thôi ngu người rồi. Lẽ ra là mình phải đi xuống ngay nếu mà không giết được ai, vì đứng ở đấy sẽ dễ bị đục chết. Một đều dành cho cả hai đội. Không ở nhà nữa, tôi sẽ lên. Thấy đối phương bật xuyên giáp là mình cũng phải xuyên giáp ngay. Đây rồi. Đùa với nhà chùa, có ngay mạng táo đầu tiên. Thằng ngắm này vừa giết mình đúng không? Hai mạng rồi, 2 vs 2. Đây rồi.
có luôn, mạng thứ ba là triple kill rồi. À, thanh niên cầm 6 lòng làm sao mà đấu đối đầu với một khẩu M4 mới ra mắt như này đây. 2-1 dành cho Liên Minh. Mình cứ tăng tăng mà mình đi thôi. Từ từ đã, giờ ngắm là rất nhiều. À, nó ra bên này rồi. Kiểu gì cũng ra đây mà xem. Rồi, đúng như Nancy dự đoán. Bạn ý đi ngay sang map bên kia. Lủng ở bên này không đây? Có lủng ngay chứ. Lủng thì mình phải bắp đắp ngay. Rồi, còn một đồng chí ở bên phiến quân nữa thôi. Quá ngon lành luôn. Combo 7 Romani rồi. Liệu có Diskiller không đây? Nào Diskiller đi. À đây, Thanh Liên vừa đòi xong có Iskiller ngay. Tạm thời thì mình cứ phải ở trên, ở dưới này xong bắt đầu mình mới phi lên. Đùa. Có huy chương không đây anh em? Lắm chắc cái huy chương bạc rồi. Ăn danh dự đã cho nó nhiều, còn có tiền mà mua xuyên giáp. 12-2 rồi. Đối phương vẫn nghĩ mình là mạnh nên họ đang tràn lên tấn công hết sức mạnh liệt. Dập mãi dập ngoài mà không thấy ai. Uầy, ở đâu vậy? Đây rồi. Ở đây 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 đây. Đùa. Bên phải lủng mà mình quay ra mà không kịp. Tại nghe thấy những cái tiếng bước chân nó hơi loạn một tí. Rồi lần này sẽ tấn công nhanh luôn. Rồi có mạng không này? Có mạng luôn. Lúp vào đây cái đã. Đâu nhở? Còn một bạn nữa đâu ấy nhở? Ôi, vừa lên cái gì tím tím ở đây cơ mà. Nó đi đâu mà ẩn thân nhanh vậy? Cái đàn tím à? Không phải thằng đồng đội mình. Ôi đây 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 đây. Ui dồi ôi. Hề luôn, chúng ta đi qua nhau mà chúng ta không hề nhìn với nhau một ánh mắt nào cả. Xuyên mãi mà không được mạng nào nhở. Tỷ số bây giờ 5-2 rồi. Đấy, các bạn cứ từ từ mà ăn mạng thôi. Ôi thôi thôi, mình biết ngay mà. Ôi, vô tè kích đối tượng bông. Có cần thiết là phải như vậy không anh em? Đừng kích mình. Kích mình là các bạn thua đấy. Căn bản là mình thấy bạn kia xuyên giáp nên là mình xuyên giáp thôi. Nó khẻ khẩu này mà bắn xuyên giáp nó mới tê anh em ạ. Rồi. Có lẽ là trận đấu này sẽ kết thúc sớm thôi. Đẹp quá, thực sự khẩu súng này đang rất là đẹp. Hai mạng rồi, còn một mạng nữa thôi. Anh em có ai không thì để cho tôi ăn lốt đi cho nó tròn 20 mạng đi nào. Ồ, đâu nhở? Kiếm mãi không thấy em. À đây. Bây giờ mới là tròn 19 mạng chứ không phải là 20 mạng. Kết thúc với trận đấu đầu tiên, có lẽ như khẩu súng này đang hoàn toàn làm cho tôi cảm thấy sự thuyết phục từ nó. Nó làm cho tôi cảm giác nhớ đến khẩu đếp, nhưng rất đẹp. Tất cả các bạn có lẽ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 mọi người có đi đâu không nhỉ? Nancy thì chắc chắn là vẫn phải làm việc thôi, bởi vì những ngày này, những ngày mà cửa hàng mình có một lượng khách tương đối nên thôi ở nhà cầy tiền thôi, sắp phải đến hạn đóng tiền nhà rồi. Mình cũng mong rằng tất cả các bạn hãy luôn luôn cố gắng ủng hộ Nancy như những ngày đầu tiên. Rồi chúng ta sẽ đến ngay với map đấu thứ hai. Đây là map đấu trại tị nạn. Trên tay Nancy đang là combo súng cái gì đấy, súng mới ra và một khẩu súng lục rồng bạc. Đấy, có người vào bây giờ này. Vừa mới nói xong có ngay mạng đầu tiên. Đây người ta gọi là canh.
Anh em ơi, vào khu này đi. Đồng đội đã nghe thấy lời kêu gọi của tôi. Ui, thế là còn hai anh em mình thôi à? Bom thì rơi ở kia rồi. Có, sắp có biến rồi anh em ạ. Bom thì rơi ở kia nhưng mà bây giờ Lancy mà ra nhặt là dễ toi đấy. Từ từ đã, đang phán đoán tình hình. Rồi, người đồng đội của tôi cũng nằm xuống luôn rồi. À đây 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 đây. Ngon. Ui, đuổi theo ngay mình luôn này. Lục luôn. Trời ơi, không ăn thua rồi. Mình rút lục hơi sớm. À có lẽ đến đây thì các bạn sẽ hỏi tại sao bán trước là bông và bây giờ là đi đi di to. Bởi vì Nancy có bắn trước một trận này nhưng mà phải có khách, Nancy cứ bắn xong rồi Nancy cắt ra để ghép vào đây. Rồi 1-0 rồi, mình sẽ đứng ở đây canh mít cho anh em nhá. Anh em lên đặt bom và cố chiếm A đi. Chắc chắn là sẽ có những thanh niên canh B lao sang thôi. Có tiếng đi từ mít vào. Nó sắp đến nơi rồi. Sắp rồi anh em ơi. Đúng là chờ đợi nó mới có kết quả. Rồi sắp sửa có tiếng đi từ B sang này. Sát sát người Nancy rồi. Đó. Bom bom. Rồi khẩu lực quá là uy lực luôn. Ăn táo thì còn gì bằng đây. Đẹp quá đi. 1-1 dành cho trận đấu này. Đùa. Thế nó mới đèn như này. Anh em hãy trả thù cho tôi. Hãy cố lên nào những người anh em. Không biết tại sao mà lúc ý mình bán trận này mình lại để cái bảng tỷ số này nó lâu đến vậy. Có lẽ là đang hơi khó chịu dành cho anh em đúng không? Nhưng mà thôi, có lẽ sắp xong rồi đây. Chắc lúc ý là mình bận tính tiền cho khách hay gì đó. 2-1. Đi từ mid lên kìa anh em. Quá hay dành cho BS xin luôn. Bác sĩ Shin đang là một người quá tuyệt vời. Vừa mới nhắc xong thì anh ấy đã bị tay ngắm miền Bắc 2 tên là Lành. Lành mà bắn ghê thế. Rồi, đứng ở đây chờ hàng thôi. Có hàng, có hàng. Hàng của tôi đâu nhỉ? Đấy. Ui, 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 ui. Đùa. Nếu mà quả đấy mà rơi vào tay thằng Hổ là mình toi đấy. À, định sốc lọ anh à. Cái tầm này nhá. Lục là anh có nhiều. Đấy. Còn một chú nữa thôi. Uầy. Đâu nhỉ? À đây 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 đây. Ôi ôi. Ngon chưa? Quá ngon luôn. 7-2. Đây là tỷ số KDA của mình. 3-1 dành cho phiến quân. Có lẽ trận đấu này sẽ cũng sẽ kết thúc nhanh chóng thôi. BS Shin vừa mới báo thù thành công. Anh ơi đi trước đi anh, để em lo cái vụ mid này cho. Có thằng nào ra đây em vỉa ngay. Ôi, anh chết rồi à? À đây 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 đây. Từ từ. Ô kìa. Ô, rồi. Hãy mới xong được. Khẩu ấy đam hơi yếu nên là. Ôi. Có một mình thôi à? Sao nhìn bên trên mini map lại không có thằng nào cả?
Bom thì rơi tít ở ngoài khu A rồi. À đây đây đây, ui nó có tí máu. Ôi kìa, thằng này chạy đâu nhanh thế nhở? Trong lỗ à? Trong này thì không có ai rồi. Nó vào lỗ à? Ôi trời trời, ngu rồi. Ngu mà không trách rồi. Đấy là một lỗi lầm mà không thể nào tha thứ được khi mà mình không trách. Anh ơi đi à, anh ơi. Ô có đạn, có đạn, có đạn. À, vào đây thanh niên. À nó vào thật luôn này. Ô mình bị mù à? Ui, làm tôi rồi. Ôi. Ngu người dành cho trận đấu này. Có lẽ là sau một ngày không bắn gì nên tay mình có hơi chút giảm sút về phong độ. Móc đi kìa người anh em. Tốt. Hãy làm điều mà bao người khác không thể làm. 1 cân 5. Mình tin vào gió. Gió ơi là cố lên gió. Anh ơi nó ở trên nhà mình nhiều lắm anh ạ. Anh phải báo thù cho bọn em. Anh báo thù thành công đây. Không thành công rồi, anh vừa mới chỉ giết được một thằng thôi. Rồi, bán này chuyển sang blue vừa cạnh. Ui, tôi có nhìn đúng không đây? BS xin làm 1 viên 2 mạng liền. Dã man luôn. Anh ơi, đi đi anh ơi. Vào đặt bom đi. Tầm này rồi còn phải ngán ai nữa đây. Gió đó là anh xin anh ý làm. Ui, 3 mạng luôn rồi. Ô, đâu nhở? Thôi xong rồi. Không sao, mình tin tưởng vào những người anh em của mình. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-3. Hơi nhạt okay, anh em let's go. Rồi, đến ngay với trận đấu tiếp theo. Đây cũng là một video khác khi mà mình ngồi bắn với hai anh em, đó là Bông và GK già. GK Bông thì hiện đang cầm nick Nancy. Còn mình thì cầm ác GK Bông, bởi vì ác GK Bông mới có khẩu này. Chúng ta đến ngay với map đấu Giang Nam. Anh già ơi, bình tĩnh thôi anh già. Để hội em con ăn với. Đây rồi. 2 mạng luôn. 1 táo 1 thường. Tối nay ai lên giường với anh đây? Rồi. Ui. Bom nó bay vào đầu như gì. Một thanh niên liều mạng nhảy xuống dòng sông đang nhiễm độc. Người ta gọi là sông Tô Lịch đấy anh em ạ. Xuống sông đấy chỉ có chết thôi. Làm sao mà có thể sống được. Sông thối như thế. Em phải xuống đây để em ăn mạng. Ui. Đấy nhưng mà em chỉ chớm chân thôi là em phải nhảy lên rồi. Ôi, còn mình em với nồng nàn à. Ui. Thằng này láo thật, dám cầm gậy thang mình luôn. Rồi. Còn thằng nào nữa ra đây. Bom thì nó rời kia rồi, kệ nó, chờ chúng nó đến nhập. Liệu quả lái tôi có làm lên điều kỳ diệu không đây? À có hàng. Ôi kìa. Ôi đục thế mà nó không chết. Đùa, nếu phải khẩu đết nó chết rồi đấy. Đặt bom đi anh ơi. Đây rồi. Ôi có thằng nữa. Trời ơi, không thành công rồi anh em ơi. 1 đều. Anh em nhớ nhá, nếu đến đoạn này anh em phải dừng lại. Đừng đi nhanh quá là không là vỡ mồm đấy. Bom nó là rất nhiều luôn. Anh già đã bị một bạn tên là Minh thịt rồi. Còn mình thì lại thịt lá ngón. Lá ngón là cái lá đéo gì không biết. Ra đây anh ơi. Em chờ anh đã bấy lâu nay rồi. Ui. Nó cầm sóc ra, nó ra để nó dọa mình này.
Còn hai thằng nữa thôi. À đây 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 đây. Đùa. Điêu không? Điêu vãi luôn đấy. Mình bắn nó mãi không chết mà nó toác phát viên chết luôn này. Không thể tin được. Ba vs một, cướp không chột thì cũng què. Bông đã làm tốt với nhiệm vụ của mình khi mà cầm ác Nancy. Rồi, tôi vẫn cái con đường cũ này thôi. Các bạn thấy không? Đi nhanh một tí là thôi ăn bom ngay rồi. Tội gì mà phải đi nhanh? Người ta đã nói rồi, nhanh một giây chậm cả đời. May cho bạn là chỉ có chậm có từng đấy máu thôi đấy. Rồi. À, các con hàng đi hết về ạ. À. À đây rồi. Một mạng. Ôi giời, còn thằng nữa này. À, cầm gậy. Đủ anh em đâu rồi, không đem cover cho Nancy. Hai đều rồi. Còn ai ở đây không? À còn rất nhiều đồng đội tôi. Rồi lần này thì ăn luôn ở chỗ đấy rồi. Không để cho nó phản kháng thành công nữa. À thanh niên nào. Khiết Khiết con nhà Kiết Lị đã có cho mình một mạng rồi. Anh ấy cũng làm súng luôn. Hình như là nó ở đâu đây? Nhà mình à? Định cầm dao chơi bạn ý nhưng mà anh già anh ý giết mất rồi. 3-2. Mình thì cố định đường này thôi. Ui. Ui dồi ôi. Này mà chạy đi đâu? Chạy đi đâu hả em? Ô đằng sau mình à? Ô, đằng sau cả đống luôn. Ô, đằng sau đằng trước đều có. Không biết là đồng đội của mình đi đâu hết rồi. Ôi dồi ôi, hôm nay anh già hơi ngáo. Cầm trên mình là khẩu Flatline M38. Nào chúng ta xem anh già thể hiện bằng khẩu Flatline nào. Một màu vàng với màu đen. Anh ơi cố lên anh ơi. Anh nghĩ ra rồi nên anh không thể cố được. Đùa trận này bắn thế mà trông vớ vẩn. Có khi lại thua hay chứ đùa. Ở đâu nhỉ? À đây. Bình tĩnh thôi người anh em. Chạy đi phải nhìn trước nhìn sau chứ. Rồi. Rồi. Có mạng thứ hai luôn. Ủa còn nữa à? Mày vào đây. Ôi ồ súng nó khỏe quá. Mình cầm trên tay cũng tèn tẹt tèn tẹt tèn tẹt. Làm sao mà ăn được cái thằng đoàng 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 đoàng. Ôi anh già ơi, anh lại cầm phân át à? Thôi anh vào bê cover thằng này cho em nhờ. Ô đây đây. Rồi Khiết con nhà gì gì đấy đã giúp chúng ta chiến thắng trong cái trận đấu này. Thôi có lẽ video của mình cũng xin được dừng tại đây thôi. Mong rằng tất cả các bạn hãy cố